Xin chào các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi quay trở lại giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lô mai giống mai ghép hàng cho Tết năm 2024 cho cô chú anh chị mình nha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này với cả hợp lý ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Hôm nay em Nhi thanh lý xả hàng ha, dọn vườn luôn cô chú anh chị, mức chỉ từ nói chung cũng chỉ từ 120.000 cây, một cây cũng bao phí luôn nha. Rồi mời cô chú anh chị gặp luôn em Nhi, em Nhi chào giao lưu nha. Chào em nhé. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay đó là kênh em xin lưu cô chú anh chị mình lo mai giống tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em nha. Dạ. Cái đầu tiên mã số 11B là cái cúc vàng hòn trăm cánh. Rồi, cúc vàng hòn trăm cánh ha. Trời ơi, nút nè. Về cô chú anh chị mình coi thử cái bông nó như thế nào ha. Bông nó quá xá luôn. Quanh được 8. Thủ nè. Cao 64. Rồi. Tới ngang được 52. Cái này em để cô chú anh chị giá 150. Rồi, 150 ha. Rồi tiếp theo mã số 12B. 12B là cái giáo sư nụ. Rồi, 12B giáo sư nụ. Quá xá nụ luôn cô chú anh chị nè. Rồi, có củ luôn cô chú anh chị ha. Hàng liền cốt như cây ghim luôn mà có củ luôn ha. Hoành được 8. Cao 70. Tới ngang 42. Rồi. Để cô chú anh chị giá 150. Rồi, mình đã cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 13B. 13B cây cúc tây thi. Để gắn luôn cô chú anh chị ha. Cúc tây thi, để còn gắn luôn. Hoành 9. Cao 49, tới ngang được 40. Cái này để cô chú anh chị 120.000. Rồi 120 là mình bao xiết luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 14B. Cúc vạn phúc. Có củ nha. Cúc vạn phúc. Hoành được 6. Dạ. Cao 39, tới ngang 50. Nụ nha, có nụ cho tết nha cô chú anh chị. Cái này để cô chú anh chị giá 130. Dạ, đợi cái. Rồi, tiếp theo cây mã số 15B, cúc vạn phúc. Dạ. Ồ, cái củ nè cô chú anh chị. Quá xá cái củ luôn nha. Hoành được 9. Rồi. Cao 56. Ngủ nè. Tới ngang 32. Cái này em để cô chú anh chị giá 130 luôn nha. Rồi, đỡ cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6B. Một cây giáo sư nụ. Rồi, một cây giáo sư nụ. Cái này có củ ha. Đẹp nha. Hoành được 8. Cao 61. Còn rất là nhiều nha, bao nụ luôn. Tới ngang 42, cái này để cô chú anh chị giá 120.000. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 17C, 17B. Rồi. Một cây giáo sư nụ. Nụ chùm chùm luôn cô chú anh chị, rất là nhiều nụ nha. Quá xa nụ luôn. Hoành 8. Một cây em Nhi cũng bao xiết nha cô chú anh chị. Cao 61, tới ngang 44. Rồi. Cái này để cô chú anh chị giá 120 luôn nha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 18C, cây giáo sư nụ. Rồi. Hoành 7. Rồi. Nụ quá, sao nụ. Cao 70. Tới ngang 33. Rồi. Cái này để cô chú anh chị giá 120 luôn nha. Rồi. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 20B. 19 mà. 19B. 19. 19B. Một cây cúc tây thi ha. Rồi. Có nụ nha cô chú anh chị. Đó, có nụ nha. Hoành được 7. Cái có củ không cô chú anh chị ha. Cao 32, tán ngang nó được 70. Chiều 3 nha. Đổ được ha. Cái này em để cô chú anh chị giá 120.000. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 20B. Rồi, cúc vạn phúc em ha. Dạ. Ồ, cái củ quá đã luôn cô chú anh chị. Hoành 10. Dạ. Cao 62. Cúc vạn phúc bông to. Tới ngang 36. Ok, để cô chú anh chị giá 130.000. Rồi cũng là cây cuối clip của em nha. Lâu này thì em còn khoảng được 200-300 cây gì á. Nếu cô chú anh chị mình lấy số lượng nhiều thì alo em nha. Nếu cô chú anh chị mình lấy số lượng từ 30 cây em để cô chú anh chị giá 100.000 cây. Còn nếu như lấy số lượng từ 50 cây thì em để cô chú anh chị giá 80.000 cây nha.
lấy 50 cây thì em Nhi sẽ để cho cô chú anh chị mình giá 80 ngàn cây. Em Nhi bao ship ha cô chú anh chị ha. Rồi, mình dạ. Đã cây cây này cũng là cây cuối clip của em Nhi rồi ha. Thì em cũng rất mong cô chú anh chị vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. À.